Xin chào anh em. Hôm nay clip này mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách để chúng ta làm cái đèn báo nguồn bằng LED 3V một cách rất là dễ dàng, chi phí rất là rẻ. Để làm được cái đèn báo nguồn này á, thì chúng ta cần cái LED 3V này, với giá nó khoảng 500 đồng một cái. Đó. Đây là LED 5 mm 3V nha các bạn. Dài. Tiếp theo là một con trở 100 kg, 100 kg. Đó, con này nó cũng khoảng 500 đồng con. Một con diode 1N4007. Đây là diode chỉnh lưu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kết nối nó nha. Một con trở nữa là 56 kilo ohm. Ở đây mình sẽ giới thiệu hai cách để anh em có thể mắc chọn cách nào cũng được. Rồi, bây giờ cách thứ nhất là chúng ta chỉ dùng một con trở 100 kg và một cái led 3V này là được. Ở cái con led này á thì nó có hai chân này, chân phía trên là chân dài á là dương, mà chân ngắn là âm, hoặc là anh em cũng có thể coi ở trên cái bóng led á, là cái cực nhỏ là dương mà cực lớn bên đây là âm này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kết nối vào đây. Ok. Sau đó em phải mắc con trở vào cực âm hay cực dương cũng được. Rồi. Đây mình sẽ nối một cái đoạn dây nha, để cho nó dễ. Rồi. Đây là cái sợi dây nguồn. Bây giờ mình sẽ nối vô sợi dây nguồn. Sau khi đã nối xong thì chúng ta bắt đầu cắm điện. Rồi, đây là điện 220 nha các bạn. Rồi, cắm này. Đó. Ok, thì với cách mắc đơn giản này, chúng ta có thể làm một cái đèn led báo nguồn rất là trong các cái ổ cắm của mình nữa. Nó rất là ok. Rồi. Bây giờ cách thứ hai chúng ta sẽ dùng một cái trở 56 kg, một con diode chỉnh lưu, rồi kết nối với nguồn. Đó.
Ok, đó rất là dễ không? Rồi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em một cái cách mắc đối với led 7 màu. Đây là con led 7 màu này. Nó sẽ nhấp nháy 7 màu. Thì chúng ta sẽ cần thêm một con tụ. Một con tụ khoảng 100 microfarad. Đó. Ở đây mình dùng con tụ 16V nha các bạn. 100 microfarad. Và một cái bóng led 7 màu. Bây giờ cái chân dương của tụ á, đây là chân âm của tụ này, đây là chân dương của tụ này, cái chân dài hơn sẽ là chân dương và led câu vậy, cái chân dài hơn nên mình sẽ nói chân dương, thì chân dương của tụ mình sẽ kết nối với lại chân dương của led và chân dương của chân âm của led mình sẽ kết nối bên chân âm của tụ. Dạ, mình cũng sẽ kết nối vào. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ kết nối với nguồn. Đó. Như vậy thì đối với led đối với cái led 7 màu này á, thì chúng ta sẽ cần thêm một con tụ 100 microfarad để cho cái tăng cái hiệu suất cái bóng led lên. Cái này là siêu bền, anh em có thể kết nối vào báo nguồn ổ cắm hoặc là tất cả các cái nhu cầu để mà sử dụng. Rồi sau khi như vậy thì anh em chỉ cần dùng cái máy hàn để mà hàn lại và sử dụng thôi. Giờ cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bye.